Từ ngày hôm nay, ngày 15 tháng 2, hàng không Việt Nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay quốc tế đến các nước sau gần 2 năm đóng cửa. Quyết định này đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành hàng không, du lịch và đầu tư. Khi các đường bay quốc tế được khai thác với tần suất không hạn chế từ hôm nay, các hãng hàng không đã bắt đầu lên kế hoạch nâng tần suất khai thác. Các đơn vị du lịch cũng bắt đầu triển khai các kế hoạch mở tour quốc tế và mở rộng dịch vụ trở lại như trước dịch. Quyết định không hạn chế tần suất bay là bước đầu chuẩn bị mở lại du lịch quốc tế trước ngày 31 tháng 3, theo chỉ đạo của chính phủ. Đây là kết quả mà chúng tôi rất mong đợi và đúng thời điểm, các công ty tại Singapore và Việt Nam đều đã bắt đầu trao đổi và triển khai ngay nhiều gói du lịch cũng như đầu tư thêm các dịch vụ để đón đầu làn sóng phục hồi khi các tần suất chuyến bay không còn bị giới hạn nữa. Nhu cầu đi lại của người dân giữa các nước lúc này là rất lớn. Nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc mở lại không giới hạn các đường bay của Việt Nam sẽ tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư đến với Việt Nam so với nhiều nước trong khu vực, tăng vị thế về môi trường đầu tư, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam mặc dù mở cửa nhưng mà một số nước lân cận chúng ta vẫn đang đi theo chính sách, ví dụ như Trung Quốc là Zero Covid chẳng hạn, thì họ vẫn đang hạn chế người Trung Quốc đi ra nước ngoài. Chúng ta tin rằng các cái đường bay ví dụ như là từ Nga, từ Hàn Quốc, từ Nhật Bản có thể là những cái chuyến bay mà chúng ta đón cái lượng khách quay trở lại. Cái dòng FDI trong thời gian qua chủ yếu cũng là đến từ Nhật và Hàn Quốc. Và chúng ta tin rằng là trong năm 2022 với việc mở cửa như vậy, các chuyên gia sẽ quay trở lại Việt Nam và sẽ có những cái quyết định đầu tư nhanh chóng hơn trong năm 2022. Không giới hạn toàn bộ đường bay thường lệ quốc tế đến các nước, nhưng theo Cục Hàng không Việt Nam, về quy định phòng dịch đối với người nhập cảnh Việt Nam, hành khách phải tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế về xét nghiệm PCR và chứng nhận vaccine khi lên máy bay. Sau khi xuống máy bay, hành khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc F0 khỏi bệnh sẽ cách ly tại nhà 3 ngày, tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022 sẽ tổ chức phần lễ vào 2 ngày là ngày 6 và ngày 10 tháng 3 âm lịch, bao gồm lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, lễ dâng hương tưởng niệm Tổ mẫu Âu Cơ và lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Về phần hội, để bảo đảm công tác phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách nên không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người, chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, thờ cúng, Hùng Vương như đánh trống đồng, đâm đuống, diễn sướng hát xoan, múa rối nước, bơi trải truyền thống. Để hồi phục và phát triển du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ đầu năm 2022, ngành du lịch Quảng Bình đã triển khai nhiều gói kích cầu du lịch, mở thêm các sản phẩm du lịch để thu hút du khách trở lại. Nhờ đó, trong những ngày đầu năm mới, lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng lên đáng kể và có dấu hiệu hồi phục trở lại. Trong những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022, thời tiết thuận lợi nên lượng du khách đến tham quan tại Quảng Bình tăng cao. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt du khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu điểm du lịch nổi tiếng. Ngoài những điểm tham quan truyền thống như Động Phong Nha, Động Thiên Đường. Sau Tết thì dịch cũng đã giảm, thì gia đình em nghe nói là ở Quảng Bình có rất nhiều thắng cảnh đẹp, động cũng đẹp, thì nhà em quyết định chọn Động Phong Nha để đi tham quan, vì ở đây rất là đẹp. Nhiều sản phẩm du lịch mới như chèo thuyền kayak khám phá Động Phong Nha về đêm, đu dây vượt thác Tóc Tiên, rừng Động Châu hay các tour du lịch mạo hiểm đã được các công ty du lịch đưa vào khai thác. Quá trình đi khảo sát để tìm những cái sản phẩm mới cho phát triển của du lịch Quảng Bình, công ty chúng tôi đã tìm hiểu về khu dự trữ thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong. Ở đây là một cái địa điểm mà có rất nhiều tài nguyên mà chưa được đưa vào hoạt động du lịch, đặc biệt là về đa dạng về sinh học cũng như là hệ thống thác và suối ở đây là rất đẹp. Trung tâm du lịch sẽ đón một cái lượng khách đột biến qua những cái chính sách kích cầu của tỉnh là giảm 20% giá phí tham quan tại các tuyến điểm mà đơn vị quản lý. Thì bên cạnh đó, đơn vị cũng giảm cả cái phần dịch vụ để phục vụ khách và từ đó thì thu hút du khách đến với Phong Nha nhiều hơn. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh đã đón hơn 35.000 lượt khách tham quan. Số lượng khách trung bình trong ngày tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch tỉnh Quảng Bình hồi phục và phát triển trở lại.